Nhìn mắt khó, bây giờ chúng ta tiếp tục học hội thoại tiếp theo của bài 3. Tỷ san khở Tỷ San Khở Tỷ san khở Tỷ san khở Trước tiên hãy nhắc lại to và rõ từ đi Chỉ Chỉ Hãy thử nói đi không đi à chỉ mà chỉ mà không đi bố chửi bố hãy chú ý ở đây từ pù cũng được đổi xấu bây giờ là từ bắc kinh bảy chiêng bảy 北京，京，北京，北京,你北京，去北京，去北京，去北京，去北京啊？去北京吗？ Mà. Bạn đi Bắc Kinh à? Bạn đi Bắc Kinh à? Bạn đi Bắc Kinh à? Hãy dùng từ lịch sự. Nín đi Bắc Kinh mà. nín bảy mà. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại từ đúng. Tuổi. Tuổi. Hãy hỏi lại đi Bắc Kinh à? Đi Bắc Kinh mà. Đi Bắc Kinh mà. Đúng. Tuổi. 对。